Là một người không may mắn khi thiếu sót một phần cơ thể, nhưng luôn tâm niệm tàn nhưng không phế, ông Lê Văn Ron, hay còn gọi là ông Bảy Ron, ngụ xã Long Mỹ, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, đã trở thành người có tài nghề leo dừa siêu nhanh, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, leo lên cây dừa để hái trái là một việc làm quá khó đối với những người bình thường như chúng ta rồi. Nhưng với một người khiếm khuyết đôi chân như là ông Bảy Ron đã làm như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tại xã Long Mỹ, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, ghé thăm ngôi nhà nhỏ đơn sơ cũng là tổ ấm của ông Lê Văn Ron. Hẳn là vị khách nào cũng sẽ được ông mời uống nước dừa như một món quà hiếu khách. Và điều bất ngờ nhất chính là một người đàn ông chẳng may khiếm khuyết đôi chân từ nhỏ đã tự mình leo lên cây dừa để hái. Một điều tưởng chừng như không thể, chỉ với đôi tay bám chắc nhích từng chút bằng mỏm cụt, chẳng mấy chốc ông Bảy Ron đã leo đến ngọn cây và thoăn thoắt bẻ nhanh hai quả dừa. Người đàn ông 53 tuổi này tâm sự, lúc nhỏ khi đi học, ông dẫm phải bom mìn trong chiến tranh, tai nạn thảm khốc cướp đi đôi chân khi mới tuổi nhi đồng. Lớn lên, nhưng không muốn là gánh nặng của gia đình, ông tập tành mọi thứ từ leo trèo đến đi lại mà không cần đến chân giả. Sự đau rát tổn thương ban đầu cũng dần hồi phục và từ những năm 14-15 tuổi, ông đã tự chinh phục được nhiều cây dừa ở nhiều độ cao khác nhau. Mới đầu leo dừa nhỏ, rồi tự giữa cao vậy á. Leo từ từ lên, còn leo cao nữa mà. Bằng hai cây đó đó, vậy với cây đó có 4-5 thước à. Cha mẹ mất đã lâu, ông tự mình bươn chải kiếm sống. Mấy tháng trước, khi nước mặn chưa xâm nhập tới, mỗi ngày của ông đều bận rộn, hết đặt lạp kiếm cá thì chuyển qua vét bùn mướn cho bà con trong khu vực. Công việc nặng nhọc, thu nhập kiếm được cũng không nhiều, nhưng ông luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình tự chủ được kinh tế.